ngày đẫm máu, Nga mất 35 hệ thống pháo binh, 118 xe và 1.340 quân trong một ngày. Du kích Ukraine bất ngờ đánh úp hậu phương ở vùng Kurs, lính Nga hết đường lui, ồ ạt ra hàng. Putin nhận đơn mới sau lưng, người mua thang lớn nhất châu Á từ chối hợp tác với Nga lực lượng vũ trang Nga gặp vấn đề huy động xe bọc thép, kho chứa xa nhất chống 40%. Ukraine lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chống máy bay không người lái của NATO. Ba Lan đề xuất cách giải bài toán Crimea cho Nga và Ukraine. Tất cả sẽ có ngày sau đây. Ngày đẩm máu. Nga mất 35 hệ thống pháo binh, 118 xe và 1.340 quân trong một ngày. Thưa quý vị, lực lượng của Vladimir Putin được cho là đã mất hơn 1.000 quân, hàng chục hệ thống pháo binh và hơn 100 xe trong một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở cả hai bên chiến tuyến của Ukraine, số người chết ngày càng tăng trong hàng ngũ quân đội Nga đặt ra câu hỏi liệu Putin có thể duy trì hoạt động tốn kém này được bao lâu nữa. Và thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố số liệu mới nhất về thiệt hại trong chiến đấu của đối phương. Theo ước tính, quân đội Nga đã mất 118 xe quân sự từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, bao gồm 20 xe tăng 39 xe chiến đấu bọc thép và 59 xe chở nhiên liệu, nâng tổng số xe bị mất trong cuộc chiến cho tính nay là hơn 50.000, Khoảng 35 hệ thống pháo binh cũng đã bị Kiev phá hủy trong giai đoạn này, nâng tổng số máy bay không người lái bị phá hủy lên tới hơn 18.000, cũng như 52 máy bay không người lái, nâng tổng số máy bay không người lái của Nga trong cuộc chiến lên 15.469. Theo Kiev, nga cũng mất 1.340 quân nhân từ thứ năm đến thứ sáu, mặc dù vẫn thấp hơn con số kỷ lục là 1.740 quân mà nga mất vào ngày 12 tháng 5 trong giai đoạn giao tranh dữ dội ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Con số mới nhất là cao nhất kể từ ngày 9 tháng 9, tương đương với 1.380 quân và nằm trong số những ngày thiệt hại nặng nề nhất đối với lực lượng Moscow kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo ước tính của Kiev, điều này nâng tổng số quân Nga thiệt hại lên tới 639.480. Nếu đúng như vậy, con số này sẽ vượt xa con số ước tính 70.112 người được BBC đưa ra vào thứ Sáu, nơi đã tổng hợp dữ liệu về thương vong của Nga với sự trợ giúp của hãng truyền thông độc lập Media Zona của Nga. BBC cảnh báo rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể vì họ chỉ có thể xác nhận số ca tử vong thông qua cáo phó được công bố trên phương tiện truyền thông Nga và trực tuyến, sau đó được xác minh với chính quyền hoặc người thân của người đã khuất. Ngoài tổn thất về người và tinh thần của quân đội, nền kinh tế Nga cũng đang cảm nhận được sức ép từ cuộc xâm lược tốn nhiều vốn này. Theo Bộ Tài chính Ukraine, sử dụng dữ liệu từ lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng và Forbes Ukraine đã mất khoảng 70,7 tỷ đô la trang thiết bị kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, tương đương với mức trung bình mỗi ngày chỉ hơn 75 triệu đô la. Về tổng chi phí của cuộc xâm lược, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ đã nói với các phóng viên vào tháng 2 rằng Nga có lẽ đã chi 211 tỷ đô la cho cuộc chiến cho đến thời điểm đó, cùng với 1,3 ngàn tỷ đô la cho tăng trưởng kinh tế dự kiến trước đó đến năm 2026. Chi phí này còn tăng thêm do các lệnh trừng phạt áp đặt lên chế độ Putin, kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, bao gồm các hạn chế xuất khẩu, đóng băng tài sản của Nga tại các ngân hàng nước ngoài và lệnh cấm các quốc gia khác nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga. Trong khi Nga đã nỗ lực để lách các lệnh cấm vận này, nền kinh tế Nga đang trong tình trạng khốn cùng, kết hợp với số liệu thương vong ngày càng tăng, đặt ra câu hỏi, cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể kéo dài được bao lâu? Du kích Ukraine bất ngờ đánh úp hậu phương ở vùng Kurs, lính Nga hết đường lui, ồ ra hàng. Thưa quý vị, theo Seregiyov, Liên bang Nga hiện đang dốc các đơn vị có năng lực chiến đấu tốt nhất của quân đội Nga khỏi tất cả các khu vực của mặt trận ở Ukraine về khu vực Kurs. Việc tái triển khai các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất từ các khu vực hậu phương của Liên bang Nga cũng đang được tiến hành. Đặc biệt có thông tin về việc chuyển các đơn vị từ vùng Kaliningrad, Seregiyov nói. Về khả năng của cái gọi là di dời, tôi càng nghi ngờ những báo cáo này từ phía Nga. Tình hình rất khó khăn, người Nga đang cố gắng phản công, nhưng lại ở phía sau lực lượng phòng vệ Ukraine. Ở khu vực Kursk là các công trình kỹ thuật và công sự do chính người Nga dựng lên. Đây là hai tuyến phòng thủ cấp cao. Ngoài ra, nhà phân tích nói thêm, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiến hành các hoạt động chiến đấu mang tính chất cơ động, tức là vừa tấn công vừa phòng thủ. Thêm vào đó, cảnh quan cũng cần được tính đến. Khu vực Kursk có rừng, theo đó hoạt động của các nhóm trinh sát và du kích Ukraine cho biết việc Nga ồ ạt kéo quân và vận chuyển hậu cần về Kursk đã để lộ nhiều điểm yếu chí mạng. Kênh tin tức, UKR.net công bố đoạn video cho thấy các tù binh chiến tranh Nga được lực lượng Ukraine áp giải về hậu phương. Trong đoạn video, ít nhất 5 binh sĩ mặc quân phục Nga không có vũ khí hoặc trang thiết bị đang được áp giải qua một khu rừng. Theo UKR.net, số lượng binh sĩ Ukraine bị bắt làm tù binh chiến tranh có thể nhiều hơn, do một đơn vị với quân số tối thiểu trong lực lượng vũ trang Ukraine và Nga sẽ có quy mô của một tiểu đội, tương đương với 10 người. Tình hình ở khu vực Kurs hiện nay đang diễn tiến rất bất lợi cho Nga. Quân đội Ukraine đang tiến một cách có hệ thống, trong khi nhiều lính Nga ra hàng từ khu định cư này qua khu định cư khác. Putin nhận đơn mới sau lưng, người mua thang lớn nhất châu Á từ chối hợp tác với Nga. Thưa quý vị, một trong những nhà nhập khẩu than lớn nhất của Đài Loan là tập đoàn xi măng Đài Loan TCC tuyên bố chấm dứt hoàn toàn hợp tác với Nga. TCC, công ty mua nhiên liệu từ Nga cho nhà máy điện Hope, đã quyết định từ chối các hợp đồng mới vào tháng 9. Tờ Moscow Times đưa tin, Chuyến hàng thang cuối cùng của Nga sẽ đến Đài Loan vào tháng 10, và như đã nêu trong tài liệu, việc mất một khách hàng lớn Đài Loan hứa hẹn những vấn đề mới đối với các công ty khai thác thang của Nga, những người đã mất gần 12% xuất khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7. Khách hàng chính là Trung Quốc, giảm nhập khẩu 8%, đã rơi tiếp tục gần chạm đáy, lợi nhuận trước thuế ngành thang Nga giảm 97%. Vào cuối nửa đầu năm, Ngành thang của Nga bao gồm hơn 30 thị trấn công nghiệp đơn lẻ và 650.000 nhân viên, bao gồm cả các doanh nghiệp liên quan, trở nên thua lỗ. Theo dữ liệu chính thức, kết quả tài chính trọng của nó lên tới âm 7,1 tỷ rúp, tương đương với 77 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung ấn phẩm lưu ý, hơn một nửa số công ty than của Nga đã thua lỗ, Trước đó có thông tin cho rằng Đài Loan, quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Liên bang Nga, là một trong năm nước nhập khẩu than lớn nhất của Nga trong năm kể từ mùa xuân năm 2023. Nó đã mua hơn 10 triệu tấn. Như vậy, Nga đã cung cấp gần 1 phần 5 tổng lượng than nhập khẩu của Đài Loan. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine, Đài Loan đã chi 3,5 tỷ đô la Mỹ để mua than của Nga. Nó chiếm khoảng 5% tổng lượng than xuất khẩu của Nga. Hơn nữa, nguồn cung năm nay tăng 30% so với năm 2023 và 1,5 lần so với năm 2022. Còn Ấn Độ chiếm khoảng 1 phần ma lượng thang xuất khẩu của Nga đã giảm lượng thang mua 22% trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 xuống còn 6,76 triệu tấn xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng giảm. Trung Quốc nước mua nguyên liệu thô lớn nhất của Nga đã áp dụng thuế nhập khẩu thang, không áp dụng đối với các nhà cung cấp khác là Indonesia và Australia, những nước nằm trong khu vực thương mại tự do với Trung Quốc. Ngoài ra, công ty luyện kim lớn nhất Ấn Độ còn từ chối mua thang của Nga. Vào tháng 6 năm 2024, có thông tin cho rằng lợi nhuận của ngành than Nga, một trong những ngành nguyên liệu thô lớn nhất của nền kinh tế, đã giảm 93% trong năm. lực lượng vũ trang Nga gặp vấn đề huy động xe bọc thép, kho chứa xa nhất trống 40%. Thưa quý vị, trong hai năm rưỡi của cuộc chiến, Liên bang Nga gần như cạn kiệt lượng xe bọc thép dự trữ. Quân đội Nga sẽ sớm gặp phải tình trạng thiếu xe bọc thép trầm trọng ở mặt trận. Tổng thất cao, kho chứa gần như cạn kiệt. Điều này đã được báo chí Nga The Moscow Times đưa tin. Các nhà báo đã phân tích những hình ảnh vệ tinh mới về căn cứ lưu trữ thiết bị quân sự Dachno ở Sakrakin. Đây là căn cứ cuộc đông của Bộ Quốc phòng Nga nằm cạnh Nhật Bản, cách biên giới Ukraine hơn 7.000 km. Bởi chấp khoảng cách xa xôi và những khó khăn hậu cần to lớn, quân đội Nga vẫn đang di chuyển thiết bị từ đó tới Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc đại chiến kho chứa đã trống rỗng 43%, các nhà báo đưa tin, vào năm 2020, có 593 chiếc xe bọc thép ngoài trời tại căn cứ Dachnoye, vào năm 2020, có 593 chiếc xe bọc thép ngoài trời tại căn cứ Dutch Noi. Đến tháng 10 năm 2022, còn lại 556 chiếc và vào tháng 5, Năm 2024 thì còn lại 342 chiếc, nghĩa là trong 2 năm rưỡi qua, 251 đơn vị xe bọc thép đã bị lấy đi từ căn cứ xa nhất này. Và điều này bất chấp thực tế là không có hành lang trên bộ và cần phải sử dụng đồi tàu và hàng không để vận chuyển thiết bị. Các nhà báo cũng ghi nhận số lượng nhà chú máy bay trên lãnh thổ Dachnoi giảm. Trước khi bắt đầu cuộc đại chiến có 9 chiếc, bây giờ chỉ còn 5 số còn lại đã bị hư hỏng hoặc phá hủy. Có lý do để tin rằng thiết bị cũng được cất giữ ở đó, nhưng số lượng của nó vẫn chưa được xác định. Trên lãnh thổ của cơ sở lưu trữ Liên bang Nga có xe tăng T-72B, xe bộ binh BMP-2B, pháo Akashia, súng cối 2S-12, hệ thống tên lửa BM-21 Grad, hệ thống tên lửa Conkers và Strela-10, vân vân. Người Nga đang tích cực sử dụng tất cả những điều này trong cuộc chiến chống Ukraine và lưu ý rằng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến sáng 20 tháng 9, tổng thiệt hại của Liên bang Nga về trang bị lên tới 8,7 ngàn xe tăng, hơn 17 ngàn xe chiến đấu bọc thép, hơn 18 ngàn hệ thống pháo binh, 1,1 ngàn MLRS cũng như hơn 900 hệ thống phòng không. Trước đó, Đài ua đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã đề bẹp quân đoàn chiếm đóng gồm 46 xe bọc thép theo hướng Poprovsky, Chúng tôi cũng có viết lại rằng những kẻ xâm lược đã chạy trốn khỏi Kurakovo để lại rất nhiều xe bọc thép trên chiến trường. Ukraine lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chống máy bay không người lái của NATO Thưa quý vị, lần đầu tiên đại diện của Ukraine tham gia cuộc tập trận do NATO dẫn đầu tại Hà Lan để thử nghiệm các biện pháp đối phó với máy bay không người lái. Theo Ukraine Thông tin này đã được cơ quan báo chí NATO đưa tin, tuyên bố cho biết Ukraine đã tham gia cuộc tập trận chống máy bay không người lái của NATO lần đầu tiên. Hơn 450 đại diện của 19 quốc gia NATO và ba quốc gia đối tác đã tham gia cuộc tập trận thường niên về khả năng tương tác kỹ thuật của các biện pháp đối phó với máy bay không người lái, gọi tắt là CUAS-TIE. Họ tập trung tại Hà Lan từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9 để kiểm tra khả năng hoạt động liền mạch của các hệ thống chống máy bay không người lái. Dịch vụ báo chí của Liên minh cho biết, lần đầu tiên Ukraine tham gia cùng với đại diện của khu vực tư nhân và cộng đồng khoa học. Liên minh cho biết, hơn 60 hệ thống và công nghệ chống máy bay không người lái, chẳng hạn như cảm biến, hệ thống nhắm mục tiêu giữa máy bay không người lái và máy bay không người lái, thiết bị gây nhiễu và máy bay đánh chặn mạng đã được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Sự tham gia của nước ta vào cuộc tập trận là một phần của lộ trình hợp tác sáng tạo NATO-Ukraine được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Washington của Liên minh. Cần lưu ý rằng các cuộc tập trận như cuas Thai cung cấp một cơ hội duy nhất để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách, bao gồm tính tự chủ và khả năng tương tác của máy bay không người lái, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine trong việc chống lại UAV nhỏ. Như Ukraineform đã đưa tin trước đó, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết cách duy nhất để Ukraine trở thành thành viên của liên minh là giành chiến thắng với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập ở châu Âu. Ba Lan đề xuất cách giải bài toán Crimea cho Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Ba Lan đã đề xuất một giải pháp bất ngờ nhằm giải quyết về Crimea, bán đảo đã sắp nhập với Nga vào hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi đây là lãnh thổ của mình. Tại cuộc họp YES ở thủ đô Kiev của Ukraine, mà trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky đề xuất chuyển giao Crimea theo lệnh của Liên Hợp Quốc để chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý công bằng về tình trạng của bán đảo. Ông Sikorsky nhấn mạnh rằng Crimea có ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với Nga và Tổng thống thống vladimir putin nhưng crimea cũng có giá trị chiến lược đối với ukraine Ông nói do đó tôi không thấy họ có thể đạt được thỏa thuận như thế nào nếu không phi quân sự hóa Crimea. Chúng ta có thể chuyển giao nó theo lệnh của Liên hợp quốc với nhiệm vụ chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý công bằng sau khi xác minh những người cư trú hợp pháp là ai, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng thủ tục này có thể bị hoãn lại trong 20 năm. Nhiệm vụ của Liên hợp quốc là một nhiệm vụ quốc tế dài hạn được Đại hội đồng Liên hợp quốc hoặc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép. Các nhiệm vụ như vậy thường gắn liền với các hoạt động gìn giữ hòa bình. Vở đầu tháng 9 trả lời Phỏng vấn tờ báo Onador của Mông Cổ, Tổng thống Putin nói rằng nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev thực sự đã trao Crimea cho Ukraine, một phần của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, RSFSR. Ông Putin lưu ý biên giới của các nước Cộng hòa Liên bang được vạch ra khá tùy tiện, Do đó, vùng Donbass công nghiệp, chủ yếu là người Nga, đã được chuyển giao cho Ukraine. Vào năm 1954, Khrushchev đã thực sự trao Crimea, một phần của RSFSR. SFSR cho ukraine Tổng thống Putin và các quan chức khác đại diện cho chính quyền Nga nhiều lần đã nói rằng tình trạng của Crimea, Sevastopol, Donetsk và Luhansk cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson cần được ghi nhận trong các hiệp ước quốc tế là các khu vực của Nga. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc xâm lược bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ tay Nga thưa quý vị tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chiều nay tại đây cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau